nan to ka, nan da ka, nan ka do ka. Những từ này các bạn có hay kiểu nhớ nhầm nghĩa hay là dùng nhầm cách dùng của nó không? À, thực ra đây là những cái phó từ mà chúng ta sẽ có thể gặp khi mà học từ N3 trở lên. Và thực tế trong cuộc sống thì đây cũng là những cái từ mà được dùng rất rất là nhiều. Thế nên ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tổng hợp những cách dùng cơ bản nhất của 4 từ này trong vai trò là một phó từ nhá. Trước tiên là Nantoka với 3 cách dùng nha. Cách dùng số 1 các bạn hãy dịch là cuối cùng thì. Cuối cùng thì mình đã đạt được một cái kết quả hay một cái điều gì mà mình mong muốn. Ví dụ Nihongo no shiken ni nantoka gokaku dekita. Ừ, là cuối cùng thì tôi đã đỗ được kỳ thi tiếng Nhật rồi. Có bạn nào mới đỗ N1, N2, N3 các kiểu không? Chúc mừng nha, ok. Cách dùng đầu tiên dễ nhớ ha. Cách dùng số 2 nó sẽ thường đi với suru và chúng ta dịch là bằng cách nào đó hay là bằng một cái phương pháp nào đó để mình giải quyết, mình thực hiện một cái việc gì đó. Ví dụ như là nantoka shite kanojo ni tsukiaitai desu. Là gì nhỉ? Bằng cách nào đó tôi muốn hẹn hò với cô ấy. Cách dùng số 3 nó sẽ đi với động từ naru và tạo thành một cái cụm từ mà các bạn, mình nghĩ là các bạn sẽ rất là thích từ này. Đó là nantoka naru, là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tức là mọi chuyện rồi cuối cùng nó sẽ đi theo một cái hướng tích cực. Mặc dù có thể là mình không hài lòng 100% đấy, thế nhưng mà nó cũng tạm ổn nhá. Ví dụ như sau này, bây giờ mình chuẩn bị sang Nhật và mình lo lắng đủ thứ đúng không? Rồi mẹ mình đưa ra một câu khuyên là gì nhỉ? Seikatsu no koto o shinpai shite itte mo shouganai nantoka naru yo. Là gì nhỉ? Là gì mọi người? Là dù có lo lắng về cuộc sống thì cũng phải chịu thôi đúng không? Thì không có cách nào cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nantoka nario. Ok. Rồi, các bạn đã ghi được 3 cách dùng phổ biến nhất của nantoka chưa nhỉ? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng sang đến nandaka và nanka. Đây là hai từ mà mình sẽ gộp chung theo hai cách sử dụng nhá. Nghĩa đầu tiên chính là một nghĩa rất là quen thuộc mà chúng ta có thể nhớ theo cái câu thơ là gì nhỉ? Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Không hiểu vì sao, tức là mình không rõ nguyên nhân vì làm sao đâu, nhưng mà không hiểu làm sao mà có cái tâm trạng, cái cảm giác như vậy. Ví dụ này, nandaka hoặc là nanka, cái nào cũng được mọi người nhá. Nandaka hoặc là nanka, iyana yokan ga suru nda. Kono hikouki ni notte wa ikenai ki ga suru. Là gì nhỉ? Không hiểu vì sao mình cứ có một cái dự cảm nó không được ok cho lắm, không được tốt cho lắm, và mình có cảm giác là không được lên cái máy bay này. Đó thì tức là gì nhỉ? Không hiểu vì sao mình lại có cái tâm trạng như vậy nhá. Không hiểu vì sao. Ok, nghĩa đầu tiên là như vậy nhá. Nghĩa số 2 thì mình sẽ biểu hiện một cái nội dung mà mình không biết chính xác nó là cái gì. Naiyo ga fumei desu. Ano hito nandaka hoặc là nanika. Nanika thì nó sẽ là cái văn kiểu như là văn viết hơn so với nanika mọi người nhá. Các bạn dùng cái nào cũng được. Được chưa nào? Lại nhá. Ano hito nandaka hoặc là nanika. Wakaranai koto o sakanderu yo. Chikazukanai you ni shiyou. Là gì nhỉ? Cái người kia thì đang la hét một cái gì mà mình cũng không rõ đúng không? Tức là mình không nghe rõ. Fume mà, cái nội dung mà mình không nghe rõ thì mình dùng cái từ nandaka hoặc là nanika vào đây nhá. Cái người đó thì đang la hét cái gì á, đúng không? Nên là chúng ta không nên tiến lại gần nhá. Thì tóm lại, nandaka và nanka có hai cách dùng chung như vậy ở trong vai trò là một phó từ mọi người nhá. Cuối cùng là doka với hai cách dùng. Đầu tiên là nó sẽ thường được bắt gặp ở trong những cái câu mà cầu xin này hay là nhờ vả để thể hiện cái mong muốn của mình. Ví dụ như là doka onegai shimasu, đúng không? Mong anh giúp đỡ cho. Hay là ví dụ như các bạn tưởng tượng như là trong một cái buổi phát biểu của một chính trị gia khi mà đi kêu gọi mọi người bầu cử cho mình đi, thì người ta rất là hay nói câu này này. Doka minasan no ochikara o okashi kudasai. Là gì nhỉ? Chúng ta dịch nếu mà kiểu theo trực dịch ấy sẽ là gì nhỉ? Mong mọi người hãy giúp đỡ tôi, đúng không? Thế nhưng mà trong cái văn cảnh của mình vừa mới nói thì chúng ta có thể dịch thẳng luôn là gì nhỉ? Mong mọi người hãy bỏ phiếu cho tôi. Ý nó là như vậy nhá. Thì tóm lại cái nghĩa đầu tiên của doka đó là thường dùng trong những cái câu mà kêu gọi nhờ vả, cầu xin như vậy nhá. Và cuối cùng, doka nó còn được dùng để thể hiện một cái trạng thái mà nó lạ, nó kỳ lạ, nó khác so với bình thường, và chúng ta có thể dịch là có vấn đề gì đó hay là bị làm sao đó. Ví dụ như thế này này. Kyō no omae wa douka shitan janai? Hôm nay mày làm sao đấy? Đúng không? Hôm nay mày có vấn đề gì đúng không? Đấy, ví dụ mình nhìn đối phương mình bảo thế đúng không? Douka shitan janai? Ok. Hoặc là một ví dụ khác như là kirai datta aizu no koto ga atama kara hanarenai nante
Kyo và lô ca shite ru là gì nhỉ? Hôm nay mình cứ bị làm sao ấy, khi mà gì nhỉ? Khi mà không thể là cho ra khỏi đầu được hình ảnh của cái thằng mà mình rất là ghét. Đó nhá, thì đô ca có hai nghĩa như vậy và mình thấy nó rất là thú vị và dễ dùng nữa. Và tổng hợp lại toàn bộ cái bài hôm nay, cách dùng nào cũng rất là dễ nhớ và dễ sử dụng và dùng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, các bạn nhớ mang vào giao tiếp nhá. Hay và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip tiếp theo. Bye bye.